Vâng, xin kính chào các anh chị em. Vâng, thưa các anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy 12 tháng 10. Cũng đã khá lâu rồi tôi không có được những cái thời giờ để thường xuyên có mặt với các anh chị em trên trang Facebook nhỏ nhoi này. Ngày hôm nay thu xếp được một chút thời gian và hy vọng rằng sẽ có thể trao đổi được với nhau một số những điều hữu ích. Vâng, thưa các anh chị em, cũng xin được chân thành cảm ơn có các anh chị em có nhắc với tôi rằng đã lâu rồi không có thấy anh Liên trên diễn đàn, không biết là sức khỏe là như thế nào. Xin cảm ơn các anh chị em. Bên Pháp đã là mùa đông, và mùa đông năm trước đối với tôi cũng đã là mệt mỏi rồi, mệt mỏi dữ. Năm nay thì còn mệt mỏi nhiều hơn nữa, cộng với rất nhiều những cái vấn đề của đời sống của một người tù, một người cựu tù, và phải lưu vong, sống đời lưu vong. Bao nhiêu ước mơ của mình và bao nhiêu những nợ nần của mình đã gọi là trả vay đối với cuộc sống và đối với cuộc đời. Nó làm cho cái giai đoạn cuối đời của những người như chúng tôi đó là hết sức là mệt mỏi. Tuy nhiên nó vẫn có một cái niềm hạnh phúc rằng chúng tôi vẫn cảm thấy rằng chúng tôi có ích cho đời sống hiện tại, cho đời sống hôm nay, và đặc biệt cho giai đoạn sắp tới, đời sống sắp tới. Những sự kinh qua của chúng tôi, nó có những sự thất bại, nó có những sự buồn phiền, nó có những sự hận thù, nó có những sự đâu đó là dốt nát, là ngu dốt, là không được khôn ngoan. Và tôi coi đó như là những kinh nghiệm của chúng tôi để một phần như là để góp vào với một cái vốn cần thiết cho tương lai gần của chúng ta. Một tương lai đối với tôi là hệ trọng, và chính cái hình ảnh tương lai đó nó thúc đẩy những người như chúng tôi phải cố gắng giữ sự sống, cầm giữ sự sống của mình. Bởi vì thực ra nếu không nhìn đến những cái ước mơ đó, không nhìn đến 2 năm tới, 5 năm tới, 6, 7 năm tới, thì tôi nghĩ những người như chúng tôi sẽ có một cái cách giải quyết khác. Và cái cách giải quyết đó đối với tôi nó là sự nhẹ nhàng. Đối với tôi, cuộc sống ngày hôm nay đó, sự sống của con người nó đủ rồi. Còn người ta sống tới 50, 60 là quá đủ. Sống nhiều hơn nó thành thừa. Nhất nữa là sống cái kiểu Tây nó gọi là retest, tức là sống hưu. Đối với tôi, sống hưu nghĩa là sống thừa. Cho nên thưa các anh chị em, chúng ta hãy tin tưởng với nhau là chúng ta ít nhất chúng ta còn với nhau 7-8 năm nữa, vui buồn với nhau 7-8 năm nữa, để chia với nhau những đắng cay của cuộc đời, để san sẻ với nhau những điều gọi là kinh nghiệm đau thương, để mong rằng những người sau này đó sẽ không dễ dàng bị vấp ngã giống như chúng tôi. Cuộc lịch sử của chúng ta đã có quá nhiều những sự vấp ngã. Ở rất nhiều những người từng nghĩ rằng mình khôn ngoan, kể cả là phía bên này hay phía bên kia, tức là bên phía vàng vàng hay là bên phía đỏ đỏ chẳng hạn, thường giữ rằng cái sự tự hào của mình đó là mình đã đúng, mình đã tức là mình đã hoàn thành một cái vai trò nào đó tốt đối với lịch sử của Việt Nam, của chúng ta cũng như của thế giới. Tuy nhiên đối với tôi, cho tới giờ này
đi trong, tức là lần mò trong cái môi trường tranh đấu đã 40, 42 năm rồi. Và tôi thấy những sự phát biểu đó, những cái trang sách viết đó, với những sự tự hào đó, thì giờ này tôi buộc lòng phải nhìn rằng đó là trẻ con. Chúng ta đều đã là những người trẻ con, những người trẻ con đã chết, hoặc những người trẻ con sắp chết, hoặc hoặc là đang sống và tự hào ngày hôm nay, trên 50 tuổi, trên 60 tuổi. Đối với lịch sử của Việt Nam, những người trên 50 tuổi đối với tôi đều phải chịu trách nhiệm về một sự nhục nhã. Trên 50 tuổi là phải chịu trách nhiệm về sự nhục nhã của dân tộc, của lịch sử. Chúng ta đã u mê quá nhiều. Chúng ta đã ngu, gọi là ngu si quá nhiều. Chúng ta đã tham lam quá nhiều. Thưa các anh chị em, tôi cho tới giờ này là có 8 anh chị em xuất hiện trên trên trang. Xin chào anh Nguyễn Thanh, không biết có phải là anh Thành không ạ? Không biết có phải anh Nguyễn Thanh là anh Nguyễn Thành không ạ? Nếu là anh Nguyễn Thành thì xin anh giữ sức khỏe nhé. Nếu đúng là anh Nguyễn Thành ở Huế, không biết anh có thể xác nhận được không ạ? Có phải là anh Nguyễn Thành Huế không ạ? Xin chào anh Trương Minh Tuấn, lâu rồi không gặp mà được các anh trên những cái trang mạng trao đổi như thế này. Những người hậu duệ của đoàn người bỏ Bắc vào Nam giai đoạn năm 1954, và chúng ta cùng sống với nhau ở một cái vùng đất hết sức đặc biệt của lịch sử cận đại của chúng ta, đó là vùng đất Hố Nai, Biên Hòa. Đặc biệt hơn nữa là anh Tuấn cùng với tôi, là tôi có được một cái may mắn là cùng với anh Tuấn học cùng một lớp. Chúng ta mài chung, gọi là mài đũng quần trên cùng những cái bàn ghế của một lớp học của trường Tư Thục Thánh Tông, với một vị linh mục cũng đặc biệt trong đời sống của chúng ta, đó là linh mục Sâm. Linh mục Sâm không biết là đã mất bao nhiêu năm rồi. Vâng, thưa các anh chị em, xin chào anh Nghiêm Thanh Tòng. Anh Nguyễn Thành, anh Thanh Nguyễn này. Nếu đúng là anh Thanh Nguyễn, nick Thanh Nguyễn là anh Nguyễn Thành, thì cũng xin giới thiệu với các anh chị em, anh Nguyễn Thành là người mang bản án chung thân. Anh là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và không có chấp nhận cái lệnh cải tạo. Và anh ấy vào vào rừng, anh ấy kháng cự lại. Khi anh bị bắt thì hết sức là thê thảm. Án của anh là chung thân, và khi mà anh bị bắt thì người ta cột tay trên một cái, tức là cái xe, gọi là xe xe trâu xe bò, và xe bò kéo hai cái tay là cột lên trên cái xe, và cả cái thân người của anh là lết 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 dưới đá dăm, dưới đường đá dăm. Cho nên khi mà vào trong tù đó, là tôi rất là thương anh ấy, thương và kính trọng, bởi anh đi không được, anh đi anh phải chống gậy. Hai cái nhượng chân của anh, hai cái gân nhượng, vì là bò, cái xe bò kéo trên cái đoạn đường khá là dài, trên đường đá dăm, cho nên hai cái gân nhượng của hai bàn chân nát bét. Tôi biết là sau thời gian, tôi sau 20 năm ở tù đó, thì án chung thân này thường là 20 năm người ta thả ra. Anh có về anh dạy học, dạy tiếng Anh, dạy sinh ngữ tại Huế. Vâng, nếu đúng là anh Thành, xin xin anh giữ sức khỏe.
Xin chân thành cảm ơn một người bạn đời đã nhận anh trong cái giai đoạn cuối đời hết sức khó khăn. Vâng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài nó khá là rộng. Tôi xin phép được chuyển sang một trang khác để hy vọng có thể có được một số sự tương tác hơn. Không lên được. Không lên được. Hôm nay có chị Nguyễn Thị Hạnh có một cái status rất mới của chị Nguyễn Thị Hạnh. Hết sức trân trọng. Tôi sẽ về nơi ấy. Tôi xin phép đọc trước khi mà chúng ta đi qua một số những cái trang khác, một số những vấn đề khác. Tôi sẽ về nơi ấy. Con cò cõng nắng sang sông, rủ mây với gió trên đồng tìm tôi. Tìm tôi? Vâng, tìm tôi nhé. Tôi ở đây với nắng gió và bờ bãi sông Hồng. Con sông thắm đỏ phù sa bồi đắp và tưới tiêu cho cả vùng châu thổ trù phú. Con sông gắn với buổi cạn năm của đời tôi. Định mệnh đã gọi tên tôi bằng căn bệnh ung thư quái ác. Tôi bình thản đón nhận, không suy sụp, không sợ hãi, không tuyệt vọng, không than thân trách phận. Sinh lão bệnh tử là quy luật của muôn đời. Người ta ai rồi cũng phải trải qua. Tôi ra đi ở tuổi này còn may mắn hơn nhiều người ra đi tuổi 20, 30 hoặc 40. Cha mẹ già đã mất và các con tôi thì đều đã trưởng thành. Và tôi đã chọn chỗ cho mình, bờ bãi và sóng nước sông Hồng trước cửa nhà tôi. Khi bệnh nặng, tôi không muốn ai đến thăm nên sẽ không thông báo với ai. Bởi tôi tham lam muốn đọng lại trong tâm trí mọi người một Nguyễn Thúy Hạnh tươi cười, rạng rỡ. Chứ không phải là một tôi héo hon tiểu tụy trên giường bệnh. Càng không muốn mọi người thấy một tôi cứng đờ, xám xịt trong cái quan tài. Nên cũng sẽ không có tang lễ nào cả. Những người ruột thịt sẽ lặng lẽ mang tro bụi của tôi rắc trên sông Hồng cùng với những cánh hoa hồng trắng và đỏ. Sao bà này bà viết chết người thiệt. Bà viết một cái thằng trai đá như tôi mà còn khó đọc thì không biết là ai sẽ đọc hết được. Những người ruột thịt sẽ lặng lẽ mang tro bụi của tôi rắc trên sông Hồng cùng với những cánh hoa hồng trắng và đỏ. Tôi sẽ không lãng phí một mét đất nào của người sống để làm mộ cho mình. Khi nào không thấy tôi xuất hiện trên Facebook, mọi người hãy hiểu rằng tôi đã về với bờ bãi. Tôi đã về với bờ bãi sông nước của sông Hồng. Sông Hồng đoạn chảy qua nhà tôi thì chia thành hai nhánh, ôm trọn bãi bồi rộng mênh mông và bốn mùa xanh mướt rau, hoa, cây trái, gọi là bãi giữa. Cũng ở đoạn đó, sông Hồng vặn tách ra một phần da thịt tạo nên con sông Đuống chảy xuôi về kinh Bắc. Mai, anh đưa em về bên kia sông Đuống. Nhánh sông phía nhà tôi hầu như cạn. Tôi thường đạp xe len lỏi qua những luống rau, bụi cây, những túp lều
tạm của người trồng rau trông coi hoa màu. Men theo rặng xoan để ra dòng chính của con sông mé bên kia bãi giữa. Lội xuống mép nước, tôi lắng nghe tiếng cano đều đều từ đằng xa vọng lại như nhịp đập con tim sông Hồng, và lặng nhìn những chiếc xà lan chậm rãi khoan nhặt ra vào cửa sông Đuống. Cát trắng phẳng lì, sông Đuống trôi đi, nằm yên yên bên kháng chiến Trường Kỳ. Mai anh đưa em về bên kia sông Đuống. Những trưa tôi đạp xe theo triển đê, qua thung lũng hoa, ra bãi đá ven sông, ngồi ngắm những cặp đôi chụp ảnh cưới, tâm hồn thấy vui lây. Những đêm vật vã với những chứng mất ngủ, tôi lên sân thượng than thở cùng sông Hồng đợi sáng. Chiều chiều tôi đứng trên sân thượng nhìn ra sông và bãi giữa, lòng dạt dào cảm xúc. Khi vui xôn xao con sóng đỏ vỗ rào dạt chân đê, cánh buồm nâu hớn hở thênh thang chở nắng về. Gửi về anh dòng sông Hạ mến thương, nước thượng nguồn về dâng lên ngập bãi. Những con thuyền chở đầy khoang miết mài, gió mênh mang rào rạt gọi sóng về. Khi buồn, sông chảy về đâu? Sóng về đâu? Có hay nước cạn dưới chân cầu, có nghe ra diết hồi chuông thảm và chiếc xe tang trắng một màu. Khó chịu quá, bà này viết chết người thế. Xa ngang lỡ một nhịp cầu, ta về với ngọn cỏ lau thầm thì cái sầu là cái sầu chi, giữ thì không đọng, cho đi không đành. Run rẩy cành khô sóng u hoài, quảng mây buông mỏi chút sương phai, thoảng nghe trong gió chiều đông lạnh khúc buồn năm cạn tháng 12. Khi nhớ nhung tha thiết gọi đò chẳng thấy đò đâu, đợi người tím cả sông sâu những chiều. Bà này bà ấy sao không là Văn Hào nhỉ? Nếu anh về nhớ ghé lại sông xưa, cầu đã xây đâu còn ai qua bến. Những con đò nằm im nghe sóng đếm, mái chèo buông lặng lẽ đợi chờ anh. Khi hanh hao hoài vọng, miên man con sóng Hồng, tiễn thu về xa thấp, giấc mơ nào chìm khuất, kỷ niệm vào rêu phong. Dòng sông tháng 10 chảy về miền xa tắc, cánh đồng quê sao xác ánh trăng ngà, những luống cày khoác lưng nhau vào ải, lỗi mùa rồi cải bật khóc thành hoa. Khi trống vắng chênh vênh, ngày mai tôi trở lại bến phà, bán mớ bòng bong ở chợ xa, mơ đến một ngày người ấy lại vương cái tơ lòng đón tôi qua. Nhạt nắng bên cồn, nhạt gió phiêu, hỏi sông đong nước được bao nhiêu, mà sao bờ bãi trơ vơ thế, mà sông buồn tinh vỗ nhạt chiều. Khi mơ mộng ngất ngây, gió ru con sóng xô bờ, tôi ru tôi trắng sững sờ họa mi. Dừng lại lát thôi cánh nhạn bay, cho ta gửi với chút mơ này về nơi nào ấy không ngày tháng, phiêu lãng hồn ta với gió mây. Tôi luôn mong muốn khát khao được sống có ý nghĩa, sống có ích không chỉ cho cá nhân mình, cho nồi cơm nhà mình. Suốt quãng đời lao động sung sức nhất, tôi đã luôn nhận phần thiệt về mình, bỏ cả tiền túi
bỏ cả việc nhà để cháy hết mình, để xả hết mình cho việc công. Bởi công việc của tôi liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài sắp phá sản ở Việt Nam và đời sống của những người nông dân nghèo miền núi. Thành công rực rỡ hôm nay của doanh nghiệp cũng như của những người nông dân nơi ấy có phần đóng góp không nhỏ của tôi. Cũng đồng thời với căn bệnh stress và trầm cảm mà tôi phải mang đến tận bây giờ do suốt quãng thời gian dài làm việc quá căng thẳng, đối mặt với những thử thách khắc nghiệt. Nhưng ông trời đã bù đắp cho tôi kinh doanh tay ngang rất amateur mà lại luôn thành công vượt cả mong đợi. Bởi vậy, tôi không phải túng thiếu về tiền bạc. Cả đời tôi không đố kỵ, không thù ghét ai, càng không biết trả thù ai. Điều này thì là đúng quá. Trái tim tôi lạ lắm, điều này cũng đúng luôn. Cứ rào rạt thương quý tất cả mọi người, cái này cũng đúng luôn. Sẵn sàng giúp đỡ cả những người đã làm hại tôi, cái này thì cũng không sai. Bạn tôi bảo đó cũng là một chứng bệnh của tim, chính xác. Và rằng như thế là người không sâu sắc, không có chính kiến, cũng chính xác luôn. Tôi đồng ý, nhưng không sửa được, cũng đúng luôn. Tôi sống lập dị, cho đi bao nhiêu cũng không tiếc, còn với bản thân thì lại dè sẻn. Nhưng đổi lại, tôi thấy hạnh phúc khi mang được niềm vui đến cho ai đó. Khiếm khuyết lớn nhất của tôi là cả tin, cả nể và dễ mủi lòng, chính xác luôn, không cãi được. Vì thế tôi không ít lần bị lợi dụng, bị lường gạt, chính xác luôn thưa bà. Có người còn chiếm dụng của tôi số tiền trị giá bằng vài căn nhà Hà Nội thời đó và cho đến nay vẫn không trả cho tôi một đồng nào. Cúi đầu trước chị. Tôi không muốn họ vào tù nên vẫn nương tay cho đến bây giờ. Nhưng nay tôi quyết định sẽ tố cáo người này và mấy người khác nữa. Những kẻ tham lam, lừa đảo đáng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Khiếm khuyết thứ hai của tôi là không khôn khéo. Nghĩ sao nói vậy, nghĩ sao làm vậy, nói năng cầu thả nên nhiều khi tự làm mất cả lòng tốt của mình. Điều này cũng đúng luôn. Từ khi trở thành người bất đồng chính kiến, tôi phải chịu mọi sự trừng phạt từ nhà cầm quyền. Vu khống, bôi nhọ, đàn áp, đánh đập, khủng bố, giam lỏng và tù đầy. Hoàn toàn chính xác. Nhưng tôi không hối tiếc. Tôi tự hào về những gì tôi và các bạn tôi đã làm. Xin cảm ơn chị. So sánh những được và mất thì đời tôi cái được vẫn nhiều hơn. Và điều mãn nguyện nhất của tôi là được mọi người quý mến và tin cậy. Này cũng không cãi được. Ai mà không quý mến bà nhỉ? Tôi biết ơn mọi người, biết ơn cuộc đời nhiều lắm. Từ sương khói mênh mang, khúc nhạc đời dìu dặt, nghe như trong lòng đất, hạt cựa mình xôn xao. Còn một phần ngàn của tia hy vọng là còn tương lai, mà tôi thì còn nhiều tia hy vọng lắm. Tôi tin rằng tôi sẽ khỏi bệnh, nhưng nếu phải ra đi thì tôi sẽ về nơi ấy và từ nơi ấy tôi sẽ hồi sinh, lại vẫn là Nguyễn Thế Hạnh, tươi cười rạng rỡ. Trại giam số 2, đêm 27 tháng 8 năm 2024. Cả nhà yêu quý, tôi viết những dòng cảm xúc này vào một đêm đen, trong những phút lặng tạm thời giữa những cơn stress kinh hoàng liên tiếp ập đến. Bà này viết khó chịu quá. Mẹ thằng trai đá như tôi mà còn đọc không nổi thì nói gì người khác. Nằm co ro trong manh chiếu lệch trên sàn xi măng giữa bốn bức tường lạnh lẽo của nhà tù nên cảm xúc của tôi có phần kém lạc quan, mong mọi người đọc với sự cảm thông.
Và đây là tôi kèm theo hình ảnh sân thượng nhà tôi nhìn ra bãi giữa sông Hồng. Vâng, thưa các anh chị em. Vô tình lướt trên trên trang Facebook thứ hai và nhận được một status của Nick Nguyễn Thế Hạnh, một cái nick tôi trân trọng mười mấy năm rồi. Và vô tình đọc được một bài đọc, và tôi nghĩ bài đọc này là một bài đọc tôi hoàn toàn không chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ là tôi sẽ đọc một cái bài viết, một bài viết đong đầy cảm xúc của một người tranh đông rất đẹp và rất nhiều nghị lực, rất nhiều tình yêu. Đó là chị Nguyễn Thúy Hạnh. Có lẽ ai dẫn dắt đó, ai dẫn dắt tôi phải vô tình để đọc những cảm xúc này của một người đồng chí. Một người đồng chí đặc biệt, đặc biệt đến vô cùng. Tôi mong rằng những trang viết này sẽ đến được những người đang cầm quyền. Những người đang cầm quyền tại Việt Nam. Bởi đối với tôi, cái thời điểm này là thời điểm bản lề cho một cuộc chuyển đổi hết sức lớn, mang tính toàn cầu. Ngày hôm nay, nội dung tôi muốn trình bày là liên quan đến những vấn đề toàn cầu. Hoàn toàn không nghĩ rằng tôi sẽ có những phút hết sức xúc động để đọc một bài tâm bút, một bài viết đầy đong đầy cảm xúc của một người đồng chí của mình và của rất nhiều những người khác. Đó là của chị Nguyễn Thúy Hạnh. Thu thực một bài viết tôi hết sức phải cầm nén để không khóc. Xin cảm ơn chị Thúy Hạnh. Xin cảm ơn cuộc đời. Xin cảm ơn lịch sử. Xin cảm ơn sông Hồng. Hình như tôi với chị Hạnh cùng quê mẹ, quê ngoại của tôi. Mẹ tôi, dòng họ ngoại của tôi sinh ở làng Ngọc Cục được tách ra từ một ngôi làng rất nhiều nhân tài, rất nhiều lịch sử. Đó là làng Hành Thiện. Và mẹ tôi có kể cho tôi về con sâm Linh Cơ. Tôi chưa bao giờ được về miền vùng đất mà mẹ tôi đã sinh ra, nhưng vô cùng tha thiết. Bất ngờ quá, cái live stream ngày hôm nay bất ngờ quá. Xin lỗi các anh chị em nhé. Tôi bị, có lẽ là tôi cũng bị test rồi. Có lẽ là tôi cũng bị trầm cảm theo. Mà những người tù đầy
Bị thu đấy như chúng tôi không trầm cảm thì cũng uổng, cũng phí đi. Có lẽ tôi cố gắng gượng gạo đến bây giờ mà không điên, nó cũng là một điều lạ lùng. Và vì thế, xin chân thành cảm ơn. Một người phụ nữ, cũng là một người đồng chí tôi kính trọng như với chị Nguyễn Thị Hạnh, đã chấp nhận mang một dòng máu của tôi, đứa con của tôi sẽ ra đời trong những tháng sắp tới. Đó là một người phụ nữ biết rất rõ tôi sẽ không còn sống bao nhiêu năm nữa, và muốn nâng niu giọt máu của tôi để đâu đó tiếp tục cuộc hành trình tôi đang dang dở. Vâng, chị Nguyễn Thúy Hạnh, nếu chị có nghe được livestream này, rất mong, dù là rất là nhỏ nhoi, nhưng rất mong chị sẽ khỏi, chị sẽ khỏi bệnh. Tôi cũng biết về một số những thứ thuốc liên quan đến ung thư, thuốc cây cỏ. Tôi sẽ xuống rừng tôi hái. Đây là khu rừng của Fontainebleau, của vua chúa của thời Napoleon, và có một số những thứ cây thuốc đặc biệt chữa ung thư. Hy vọng sẽ góp sức với chị để chị vượt qua được cơn bệnh ngặt nghèo này. Tôi sẽ xuống rừng hái thuốc cho chị. Rất là bất ngờ, một cái live stream quá quá sức bất ngờ. Trang của tôi là bị giảm tương tác rất nhiều, rất dày, cho nên sẽ không có bao nhiêu đâu, không có bao nhiêu người có mặt đâu. Ba cái trang phụ của tôi cũng không thể tìm ra được cái livestream tôi đang thực hiện. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có khoảng một cái thời gian khoảng gần 1 năm nữa là chúng ta bị can thiệp về truyền thông. Ngày hôm nay cái câu chuyện gọi là chúng ta và thời cuộc, chúng ta và thế giới, nó đang bắt chúng ta phải mở cái tầm nhìn nó rộng hơn rất nhiều. Việt Nam của chúng ta chỉ là nhỏ nhoi thôi. Việt Nam của chúng ta bị cuốn cuộn trong những cái cuộc gọi là cuộc xoay chuyển. Người ta làm cho nó lồng lộn, người ta làm cho nó xoay chuyển. Và người ta đó là ai? Ngày hôm nay những người tranh đấu, đặc biệt tranh đấu của người Việt Nam đang cần phải nhìn cuộc chiến mang tầm cấp thế giới, và cần phải nhìn với cả cái sức lực của tâm linh của mình. Nếu không nhìn bằng cái chiều kích của tâm linh thì chúng ta bù chất, chúng ta không nhìn thấy được cái con mẹ gì hết. Cũng giống như rất nhiều những người Việt Nam trong vòng 40 năm qua, 50 năm qua, đỏ cũng như vàng, hăng tiết vịt và luôn luôn nghĩ mình là đúng trong khi đéo đúng gì cả.
Giờ này, 5 năm trôi qua vừa rồi, nếu những người tỉnh thức thật sự và tìm tòi thật sự mọi góc cạnh của đời sống mang tính cách hoàn vũ của mọi tầng văn minh, không phải 1.000 năm, 2.000 năm, mà phải kéo dài cả hàng năm, 6.000 năm, nối với ngày hôm nay, nối với những quốc gia. Xin chào Vi Kinh Trần, xin chào chị Nguyễn Ngọc Anh. Chưa bao giờ chúng ta cần phải mở rộng tầm trí của chúng ta, tâm trí và tầm trí của chúng ta cộng với năng lực của tâm linh. Tôi xin lặp lại, nếu không có tâm linh, chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái con mẹ gì cả. Nếu không có tâm linh, chúng ta nhìn những sự kiện diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra chỉ như những thằng mù đi giữa xa lộ mà thôi. Và mù mà ra xa lộ thì sẽ bị cán chết bành xác. Chúng ta sẽ không còn bao nhiêu đâu. Bởi vì quá nhiều người mù đi ra xa lộ. Trên xa lộ cao tốc, người ta chạy bừa bãi trên xa lộ, và người ta đang chạy, sẽ chạy ồn ào trong vòng 1 năm, 2 năm sắp tới. Cho nên sẽ không còn bao nhiêu đâu. Cuộc chuyển đổi sắp tới sẽ không phải chỉ có nước Việt Nam. Nước Việt Nam chẳng là cái đinh gì cả. Nước Việt Nam chỉ là một nhúm bé tí ti mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta nhìn những trận bão tố đang xảy ra tại Mỹ, và rất nhiều những cái nhìn gọi là của con mắt thịt, chúng ta chỉ thấy rằng đó là cơn bão Helene, đó là cơn bão Milton. Xin cảm ơn anh Nguyễn Quốc Huy, anh có đề cập đến đây là mong các anh sẽ chia sẻ, cập nhật những cái tình hình thế sự liên quan đến bầu cử Mỹ và tác động đối với Việt Nam. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta đang đối diện với những cuộc bão tố, tức là sự bão tố dữ dội tại Mỹ. Cái phần bão tố của thiên nhiên nó cũng đầy bất thường, và cái phần bão tố ở lòng người, tức là về chính trị, về xã hội, nó cũng đầy những sự bất thường, đầy những sự can qua. Và khi đối diện với những sự bất thường, chúng ta phải tìm hiểu tại sao nó có sự bất thường đến như vậy. Tại sao cơn bão Milton nó 350 km nhắm thẳng vào Florida, thiên hạ ai cũng xanh rờn mặt mày hết và bỏ chạy tán loạn. Nhưng tại sao khi vào bờ thì nó chỉ còn là cái sức gió 140-170 km/h? Nó có một cái gì đó đã làm chuyển cái gọi là cái đường đi của bão một cách hết sức bất thường, y như cơn bão hơn một tuần trước nhắm vào Hải Nam. Ban đầu không phải là nhắm vào Hải Nam mà là nhắm vào Việt Nam. Cuối cùng cơn bão đó đã đi xuyên qua Đài Loan và gần như là mất dạng, không để lại những sự tàn phá mà người ta hình dung sẽ là phải bằng cả hàng 10 lần so với cái sự tan vỡ, cái sự tàn phá của cái cơn bão bay xém qua biển Đài Loan. Cơn bão Milton cũng vậy. Tất cả những nhà khoa học, tất cả những nhà khí tượng đều đang khóc thét ấy. Và rất nhiều những lường định người ta đã đưa rằng này nó không có tự nhiên. Nếu nó không tự nhiên thì nó là gì? Con người có thể làm ra được không?
Thưa các anh chị em, nó có những cái đường hầm, nó có những đường hầm mà người ta đào xuyên qua biển để về tới Jerusalem. Mà tại sao lại về Jerusalem? Nó không đi về ở đâu, nó không đi về Sài Gòn mà nó đi về Jerusalem. Tức là từ Italy, từ Vatican đi về Jerusalem. Và đâu đó người ta cũng phát hiện ra những con đường hầm có những cái mạch lối từ Florida nối mạch với những cái con đường như chúng ta vừa mới đề cập, những con đường hầm từ Vatican về tới Jerusalem. Vậy tại sao lại là về Jerusalem? Nó không về Sài Gòn mà nó về Jerusalem. Và nó đào bằng cái gì? Nó đào bằng kỹ thuật gì? Nó đào bằng người à? Nhân công Việt Nam đi trên xe đông lạnh. Tức là vượt biên bằng xe đông lạnh để đi đào đường hầm. Không. Nó có những cái kỹ thuật mà khi nói ra với nhau thì chúng ta sẽ bảo rằng à, đây là cái bọn thuyết âm mưu, đủ mẹ cái thằng cha Phạm Văn Thành, cái thằng cha học đéo đến đâu mở miệng nó nói toàn chuyện thuyết âm mưu trên trời dưới đất. Vâng, các anh chị em có quyền nói như vậy. Nhưng một trong 10 người, giờ đang có 9 người, 10 người theo theo dõi câu chuyện này. Tôi chỉ cầu mong có hai người đâu đó đặt một cái câu hỏi rằng à, có nên tin không? Thằng cha Phạm Văn Thành nó đang lầu bà lầu bầu, nó đang lèm ba lèm bèm nữa, à có đáng tin hay không? Tức là đặt một câu hỏi thay vì là phủi tất, đặt một câu hỏi. Tôi chỉ cầu mong hai người thôi, để khi chúng ta đặt câu hỏi nghĩa là chúng ta có nghi ngờ để chúng ta tìm hiểu, và khi chúng ta tìm hiểu thì đó chính là cái mong muốn của những người như chúng tôi. Chúng ta cần phải tìm hiểu để cái cuộc chiến này, để cái sự kiện của cái thời đại này những diễn biến đang xảy ra tại Mỹ. Mỹ tại sao chúng ta lại chú trọng vào Mỹ? Rất nhiều những người gọi là những nhộng đỏ, tức là những người cộng sản được đào luyện, được nặn một cái tư duy thù hận nhìn về nước Mỹ và nhìn về những người Việt Nam đang sống ở nước Mỹ hoặc người Việt Nam đang sống ở nước ngoài đấy, thì gọi là à, cái bọn ba que xỏ lá bám đít Mỹ. Tôi nghĩ rằng các anh các chị tại Việt Nam bị tiêm nhiễm với những cái ngôn ngữ hận thù như vậy đó, là các anh chị em đéo biết Mỹ là gì cả, đéo biết nước Mỹ là gì, nhưng chửi và gọi là sách mé thì đủ mẹ các anh, đủ mẹ các chị sách mé bằng, tức là bằng hàng ngàn lần những đứa đầu đường xó chợ sẵn sàng tụt quần ra để làm cái chuyện sách mé. Đây là điều đáng buồn của lịch sử, đây là điều đáng đau xót của một dân tộc mang tiếng là một dân tộc có nhiều tầng văn hóa, 4.000 năm văn hóa. Trong khi chúng ta đang ứng xử với nhau, đặc biệt là những người gọi là những người đo đỏ nhìn về những người vàng vàng, là các anh các chị ứng xử nó thua con vật, nó thua con gà, thua con vịt, thua con chó, thua con lợn, súc vật. Và đây là điều đau khổ của những người nhìn về đất nước Việt Nam, nhìn về dân tộc Việt Nam. Đến bao giờ thì chúng ta mới biết tôn trọng lẫn nhau? Đến bao giờ thì chúng ta mới có những sự nhìn nhận về nhau nó đàng hoàng? Cái câu chuyện nước Mỹ, nước Mỹ nó không phải là một chủng tộc, nước Mỹ nó không phải là một quốc gia. Nước Mỹ, người ta nhào vào nước Mỹ giống như một cái thứ mà trong Thánh Kinh Do Thái người ta gọi là vùng đất hứa, tức là miền đất hứa. Và rất nhiều những người Do Thái chính gốc cũng như là Do Thái giả hình đã lao vào Mỹ để làm giàu.
nước Mỹ có được xuất hiện được sau cái giai đoạn năm 1776 là nó đã có những sự xuất hiện của những kẻ thao túng tại Âu Châu, thao túng chính trị tại Âu Châu, những kẻ tinh hoa thao túng từ Vatican đến London. Pháp thì là rẻ rách. Những cái thế lực đã thao túng Vatican, thao túng Công giáo và thậm chí làm ra Tin lành rồi thao túng cả Tin lành. Đối với chúng, tín ngưỡng chỉ là phương tiện để chúng đạt được mục tiêu. Và mục tiêu của chúng là gì? Là có hàng triệu con người, có hàng tỷ con người sẽ làm tôi mọi cho chúng nó. Tôi mọi về tư duy, tôi mọi ở mê tín, những sự tín thần một cách cuồng mê. Đã có bao giờ những người Công giáo Việt Nam đặt giá trị về những cuộc thập tự chinh chưa? Và đã bao giờ có những người Công giáo Việt Nam thật sự tìm hiểu về đạo Hồi hay chưa? Chân lý của đạo Hồi là gì? Và đạo Hồi người ta dạy nhau ra làm sao về đức công bằng? Đạo Hồi người ta dạy nhau về đức công bằng nó nghiêm hơn đạo Công giáo rất nhiều lần. Mà xuất phát từ đạo Hồi, gốc gác từ đạo Hồi, nó cũng từ gọi là nền tảng của Abraham, tức là tổ phụ của Do Thái mà ra. Trong chúng ta rất ít người chịu tìm hiểu rằng Do Thái là Do Thái gì, Do Thái là Do Thái nào, Do Thái giả hình hay là Do Thái thật sự là người Do Thái. Cái thằng Netanyahu, cái thằng Israel của ngày hôm nay, nó có phải là hậu duệ của Đức Abraham hay không? Hay nó là hậu duệ của bọn Thổ Nhĩ Kỳ, của bọn Mongolist, hay là của bọn Bạch Nga, của cái thời gọi là 600 năm trước khi Thiên Chúa Giáng sinh lận, cái vùng gọi là vùng vùng tam giác tơ lụa, vùng giao lưu giao thoa tơ lụa là chúng nó làm chủ. Đế chế của chúng nó Khazarian, các dòng tộc Khazarian. Và sau khi bị đánh nát bét bởi người Nga, chúng nó trôi dạt khắp tứ phương và luôn luôn có những sự liên kết. Và một trong những sự liên kết lớn lao nhất của chúng nó là lấy được nước Mỹ, làm nước Mỹ thành gọi là vật sở hữu của chúng nó. Bao nhiêu những thằng tổng thống Mỹ, bao nhiêu những thằng tổng thống Pháp, bao nhiêu những thằng gọi là vua chúa của Anh Lê có thoát khỏi cái nanh vuốt của bọn Khazaria hay không? Trận chiến Waterloo năm 1813 ai dựng lên? Ai xây dựng lên cuộc chiến Waterloo để bọn Pháp, bọn Napoleon phải cúi đầu làm tay sai chịu thua và làm tay sai sau trận Waterloo cho bọn Anh Lê? Và bọn Anh Lê sau năm 1813 tuy rằng chúng nó chiến thắng cái trận chiến Waterloo nhưng trở về về Anh Lê chúng nó không còn một cọng xu nào, không còn một cọng lông nào để điều hành cái gọi là chính phủ, cái ngai vàng trống rỗng của Anh Lê năm 1813 đã bán tống bán tháo hết. Bởi cái trận Waterloo chính bọn Do Thái Khazarian, bọn Khazarian giả danh Do Thái làm ra, xây dựng ra, thúc đẩy ra cái cuộc cuộc chiến của Waterloo. Và khi Napoleon thua, chúng nó đã chuẩn bị đủ các cái luồng thông tin để giống như ngày hôm nay, thông tin của ngày hôm nay đủ má chúng nó nắm hết, chúng nó lèo lái hết
và chúng ta trở thành những thứ ngu si đần độn. Cả thế giới này ngụp lặn trong cái thế giới thông tin của chúng nó. Thì cái trận Waterloo nó cũng vậy. Chúng ta nhìn thấy thật rõ, phải nhìn thấy thật rõ. Toàn dân Anh Lê, những người tin tưởng vào, gọi là vào quyền bính của vua, của hoàng gia, khi nghe tin, khi thấy rằng cuộc chiến Waterloo là Pháp đã chiến thắng, trong khi là thằng Pháp thua. Mà chúng nó rất là khôn khéo, cái bọn Do Thái Khazarian cực kỳ khôn khéo. Nó làm cả nước của Anh Lê tất cả là bán tống bán tháo tài sản đi hết, ngai vàng trống rỗng. Cho nên khi mà anh chiến thắng, như anh về, anh trở về, vua của Anh Lê trở về Anh Lê, trở về nước anh không có đồng xu các bạc nào trong tay nữa, thì phải mượn tiền. Và ai cho tiền mượn? Chính là bọn Khazarian giả danh Do Thái, chính là những bọn tinh hoa. Và những bọn tinh hoa đó, nó làm ra tất cả những hệ thống ngân hàng, nó làm ra tất cả những hệ thống pharmacy. Thuốc Tây có thực sự làm cho con người ta giải thoát được bệnh tật hay không, hay là con người ta trôi nổi vào trong những cái ma trận của thuốc Tây? Biết bao nhiêu những phương thuốc trị về ung thư là những phương thuốc của cây lá, của dược thảo, chúng nó phá hết. Hệ thống dầu hỏa ai nắm? Cũng chính bọn Rothschild, bọn Rockefeller, 13 dòng tộc của Khazarian, chúng nó nắm hết toàn thế giới, gọi là thế giới tinh hoa đấy. Chúng nó chỉ 1-2% loài người của thế giới, chúng nó chỉ có 1-2%, nhưng nó sử dụng 5% nữa để thành là 7% thống trị toàn diện 100% con người của thế giới. Bao nhiêu cuộc chiến tranh, những cuộc chiến tranh của Trung Đông và chúng ta này, những cuộc chiến tranh của Việt Nam này. Hãy tìm hiểu những thằng đầu tiên năm 1940, năm 1942 nó gặp thằng Hồ Chí, gọi là thằng Hồ Chí Minh, tức là nó xây dựng thằng Hồ Tập Trương như thế nào ở vùng biên giới phía, tức là phía tây nam của Quảng Tây. Và cái lá cờ mà ngày hôm nay chúng ta thờ đó, bao nhiêu người Việt Nam còn thờ tự, còn vinh danh nó đó, nó là lá cờ của quân khu Quảng Tây. Và ai dựng ra cái lá cờ đó? Không phải thằng Mao Trạch Đông. Khazarians, Do Thái Khazarians. Nhiều người nói rằng cái lá cờ đó là lá cờ từ miền Nam đi lên. Lá cờ của miền Nam đi lên nó có những sự khác nhau đấy, kể cả là về màu sắc. Và những người đầu tiên dựng ra lá cờ, gọi là lá cờ sao ở phương Nam, gọi là lá cờ sao mập. Cái lá cờ đó nó là quy kỳ. Nó là quy kỳ, tức là cờ rùa. Khi mà phất phần phật như vậy đó, là đầu và bốn chân của con rùa. Quy kỳ. Quy kỳ, cái lá cờ sao đó không khi nào vẽ một vạch được. Trong khi cờ sao vẽ một vạch là cờ sao, tức là cờ sao Nga. Cờ sao của Illuminati. Tại sao chúng nó cố gắng để làm cái cờ Illuminati, cái cờ đỏ sao vàng, trở thành cờ một vạch, tức là sao một vạch, từ năm 1944-45 lá cờ đó không thể vẽ một vạch được, bởi vì nó mập, nó là quy kỳ. Nhưng đến năm 1976,
thì cái lá cờ kia biến mất, tức lá cờ quy kỳ biến mất, nó thành là lá cờ của Illuminati. Hãy vẽ cái hình ảnh, tìm ra cái góc độ của Illuminati, sẽ thấy cái lá cờ một vạch, lá cờ đầu con dê Illuminati. Satan, Satan giáo. Ngày hôm nay cái trận bão vừa xảy ra liên tục, nó đang làm cho chúng ta nhìn ra nhiều vấn đề. Bởi vì cái lực tham vọng của quỷ nó đã bị đối diện với một cái lực của một thế lực. Nói ra thì rất nhiều người sẽ nói rằng à, thằng này đang nói chuyện tào lao. Đối với tôi đó là một cái thế lực đến từ một thiên hà, tức là thế lực liên minh thiên hà. Vũ trụ này không phải chỉ có trái đất của chúng ta. Vũ trụ này không phải như người Công giáo được dạy, mà được người Công giáo là được dạy sai biết. Chúa Giêsu không dạy người Công giáo là à, trái đất này là ta là Chúa Tể. Không có ông Giêsu nào nói chuyện đó, mà là những cái bọn ngựa, những bọn sa tăng, những cái bọn gọi là cờ sao đó, sao một vạch, sao đầu dê đó, sao Illuminati, sao tam điểm, sao Freemason. Chúng nó dựng và nó đâm vào đầu những người Công giáo rằng vũ trụ này là chỉ có một thôi, vài một Chúa mà thôi, là Chúa là tuyệt đối, Chúa là nhất, là Thượng Đế. Trong khi Á Châu từ Vệ Đà, Ấn giáo, Ấn Độ đến đến Bách Việt, tôi gọi đạo Lão, Lão giáo là đạo của Bách Việt. Đến Khổng giáo. Và đặc biệt chúng ta nhấn mạnh đến chuyện Phật giáo. Thế giới ta bà, ngoài ta ra, ngoài thế giới của chúng ta ra, ngoài trái đất của chúng ta ra, còn có những sự sống khác, còn có những thế giới khác. Và sức mạnh của Liên minh Thiên Hà đã có những sự cộng lại. Vì thế cái cơn bão Minh Tông nó đã có những sự thay đổi những phút cuối cùng. Và chuyện gì nó xảy ra với những cái đường hầm, những đường hầm kể cả là đường hầm của tàu ở bên tàu đến những đường hầm của Florida và những đường hầm tại Âu Châu. Tại sao lụt khắp nơi như vậy? Nhìn toàn thế giới lụt, vùng tôi cũng lụt, thấy mẹ thấy cha luôn, khắp thế giới. Việt Nam cũng lụt, thấy mẹ thấy cha. Và những cái đường hầm nó có liên quan đến cả những cái trò chơi gọi là cái thú vui tận hưởng của bọn gọi là bọn siêu quyền lực, tức là bọn tinh hoa, thì nó phải chơi theo kiểu tinh hoa. Chơi theo kiểu tinh hoa thì không có làm tình với ông bà già, không có làm tình với những người gọi là trưởng thành, tức là trên 18 tuổi. Cái thú vui của giới tinh hoa là 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi phải đè ra được những đứa 5, 6 tuổi hoặc 10 tuổi để làm tình. Và chúng nó cần những cái chất gọi là những chất tinh túy, tinh hoa trong cái sự sợ hãi của những đứa trẻ. Nó tiết ra những cái chất gọi là chất tinh hoa của gọi là nhân thể của con người, nhân tố nhân thể của con người.
và nó dùng cái đó để làm thuốc trường sinh của chúng nó. Ngày hôm nay chúng ta thấy đang la liệt bọn gọi là bọn bọn showbiz, bọn gọi là bọn tài tử đang đẹp đẽ như vậy 7-8 năm trước, da rẻ hồng hào mơn mởn vú vế đẹp đẽ như thế, ngày hôm nay nhăn nhúm một lô một lốc nhăn nhúm. Nhăn nhúm là sao? Là bởi vì cái gọi là cái tinh hoa, cái tinh chất của những đứa trẻ con ấy, những đứa trẻ thơ đã bị mất nguồn, gọi là nguồn cung cấp. Ai làm mất nguồn cung cấp? Trong thời gian sắp tới đây, chúng ta đang sỉ vả thằng Putin của Nga. Chúng ta nói mẹ thằng này là thằng tùm lum tùm la, thằng tầm bậy tầm bạ. Nhưng chúng ta hãy chờ đi, chừng một năm nữa thôi, gần một năm nữa thôi, nó sẽ banh chành nó ra hết. Đến lúc đó người ta sẽ thấy rằng à, nó khủng khiếp như thế nào với cái chọn, với những cái trò chơi của lớp tinh hoa, của bọn tinh hoa. Và tất cả những bọn tinh hoa đó nó được lèo lái bởi cái bọn gọi là bọn Khazarian, bọn tinh hoa 1-2% trên thế giới, bọn giàu có ấy, bọn đại cực đại giàu có, bọn giả danh Do Thái, nó lèo lái 50% còn lại, để 50% còn lại thống trị, làm cái công việc thống trị thế giới, làm ra các cái thứ chính quyền, làm ra những cái hệ thống công ty này công ty nọ để ăn trên ngồi chốc, để bóc lột thuế của con người. Putin cùng lắm một năm nữa thôi, người ta sẽ thấy là tại sao Putin đánh vào trong Ukraine, và người ta sẽ bị thấy cái cảnh lật tung của các đường hầm ở Ukraine. Đến lúc đó người ta sẽ nhận ra à, cái cuộc chiến Ukraine nó không phải là cuộc chiến giống như là rất nhiều người Việt Nam đang nghĩ là Nga xâm chiếm xâm lăng Ukraine, mà dưới tầng dưới của Ukraine nó vô vàn vô khối vô số những thứ mà chúng ta sẽ bật ngửa khi được phanh phui tất cả những cái gọi là những cái bí mật, những cái tầng hầm tại Ukraine, cũng như là cơn bão Minton. Nó liên quan đến những cái quặng mỏ mà người ta đang bị đuổi đi. Lithium. Những cái khoáng gọi là cái khoáng chất cực kỳ quý mà những kẻ giàu có muốn những cái vùng đất đó nó sẽ trở thành vùng đất hoang vu. Dông bão đánh vào để tàn phá hết bề mặt, để dân cư không còn có thể ở được nữa. Và người ta sẽ phải bán tống bán tháo đi, đất đai bị quét sạch như vậy. Các anh chị em có hình dung ra được những cái thành phố toàn cát và cát, cát 1 mét, 2 mét, tức là nước vào rồi đi ra, thay vì là nước kéo ra và bùn thì là cát. Và với cái hành trạng như vậy, sẵn sàng bán nhà bán đất, và chúng nó mua, cái bọn siêu quyền lực đó chúng nó mua. Và chúng mua để làm gì? Chúng nó độc chiếm những cái quặng mỏ lithium. Và tại sao, nói với nhau một cái câu hỏi nữa, là tại sao trận bão vào dự trù là 350 cây số quật vào trong Florida, nhưng tại sao vào đến gần lại bị mất tác dụng? Quyền lực nào đã làm ra chuyện đó? Chúng ta cần phải suy nghĩ, bởi vì nó hoàn toàn không tự nhiên.
Và chúng ta nhìn sang cái cơn bão, cái trận bão gọi là trận bão chính trị, để chúng ta nhìn ra nước Mỹ nó bẩn thỉu đến vô cùng. Tôi rất tâm đắc với một câu nói của ông Elon Musk là cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử quyết định, là cuộc bầu cử cuối cùng để nước Mỹ liệu có còn là một quốc gia cộng hòa và tự do hay không, hay là nước Mỹ đi vào một quỹ đạo mang cái tính cách quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, học mốt theo thằng Tàu, học mốt theo Việt Nam, học mốt theo Bắc Hà. Tôi hoàn toàn tâm đắc với Elon Musk khi Elon Musk nói câu nói đó, phát biểu đó. Tôi nhìn về nước Mỹ ngày hôm nay, một tháng nữa cực kỳ là quan trọng, bởi tôi lặp lại câu của Elon Musk mà tôi tâm đắc: cuộc bầu cử này tại Mỹ là một cuộc bầu cử quan trọng và là cuộc bầu cử cuối cùng của sự tự do. Nếu Donald Trump thắng thì còn có cơ hội để làm tiếp diễn cuộc cộng hòa, cuộc tự do tiếp tục. Nếu không, xóa sổ. Nếu không, xã hội chủ nghĩa America. Mà nước Mỹ mà trở thành là tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì tiêu, gọi là cái đầu tàu của thế giới là tiêu, không ai còn có thể gọi là đương cử được nữa, không ai còn có thể làm được một cái gì đó cho thế giới loài người. Biến mất cái gọi là tự do của thế giới, tự do ít hay nhiều đó là được 30% rồi, đã được 30% rồi, sẽ mất hết, mất sạch. Tôi nói là thế giới, chứ còn Việt Nam thì chưa tới được 2%, gọi là tự do của Việt Nam chưa tới được 2% của cái gọi là giá trị tự do. Nên chúng ta đang, xin chào anh Nguyễn Khải là người hôm nay, và chúng tôi cũng có học chung với nhau ở chung một mái trường, nó là trường Tư Thục Thánh Tâm. Anh Khải cũng mới đi du lịch về, du lịch dài ngày, hình như là 6 7 năm du lịch ở trong một cái trại. Trước năm 75 thì cái khu vực đó, sau này thì gọi là B5 thì phải. Trước năm 75 thì khu vực đó là khu vực của trại tù dành cho những người cộng sản, tức là cán binh cộng sản. Nhưng họ đàng hoàng, họ được đối xử đàng hoàng, đâu như sau này đâu, đâu như sau này những người gọi là những người có quyền lực đối xử với người dân đâu. B5, vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Khải. Cố gắng giữ sức khỏe nha anh. Đặc biệt xin kính gửi lời thăm chị. Tôi nể bà gấp đôi nể anh. Vâng, thưa các anh chị, chúng ta đang rất cần, rất rất cần nhìn về cơn bão của Mỹ. Cơn bão vừa qua, cái trận bão Minton cũng như cơn bão chính trị đang xảy ra tại Mỹ. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 10 và chúng ta, cảm ơn anh Nguyễn Khải nhé, xin giữ sức khỏe. Ngày 12 tháng 10 và chúng ta còn một tháng nữa để đối diện với một sự chuyển xoay, những gọi là cơn bão chính trị, cơn bão bầu cử của nước Mỹ. Nước Mỹ 4 năm trước có một cái cuộc bầu cử, và cuộc bầu cử đó lúc đó là tôi theo dõi đặc biệt. Các anh chị em quan sát thì các cái trang Facebook của tôi lúc đó là hầu như là trong 4 ngày 4 đêm, tôi hầu như là mỗi một ngày chỉ ngủ được 2 giờ đồng hồ, theo dõi từng ly từng tí một. Và tôi lúc đó tôi sử dụng 4 máy,
và bốn máy theo dõi bốn cái gọi là chương trình của các đài trực tiếp, và té ngửa, mình thấy nó trơ trẽn. Tức là tôi không có dừng, mà máy tôi không có dừng, kể cả là cái lúc bảo rằng chuyện đếm phiếu đó là dừng lại, tạm thời dừng lại, máy tôi vẫn để. Nước Mỹ đã trở thành cái vũ khí của kẻ cầm quyền, cũng giống như cái câu chuyện truyền thông của Việt Nam là vũ khí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cái câu chuyện truyền thông, câu chuyện bầu cử của Mỹ hoặc của tất cả các quốc gia khác trên thế giới là bọn Do Thái, bọn giả hình, Do Thái giả hình, Khazaria nắm hết. Tôi lặp lại, chúng nó nhận nhân danh chúng nó là Do Thái, nhưng chúng nó không phải Do Thái, chúng nó không phải là con cháu của Abraham, con cháu của Jacob. Chúng nó mang những cái bản gen ADN của Mongolia, tức là của Mông Cổ, Mông Cổ thượng, chứ không phải là Mông Cổ của năm 1240, Mông Cổ của thành Cát Tư Hãn. Tức là từ 400 năm trước, 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh, chúng nó đã gom lại với nhau rồi. Đế chế của chúng nó là đế chế Khazaria. Những người Mông Cổ đó phối hợp với những người Thổ Nhĩ Kỳ và một số những người của vùng Bạch Nga, mà trong đó đó nó có Ukraine. Cho nên cái vấn đề của Ukraine nó lớn lắm, chứ nó không phải là nó là một cái nhúm đất nho nhỏ bé bé tí đâu. Nó liên quan đến lịch sử, nó liên quan đến ADN, nó liên quan đến tôn giáo, nó liên quan đến Do Thái giáo, nó liên quan đến Công giáo, và nó liên quan đến chuyện hỗn loạn toàn cầu ngày hôm nay. Đừng coi thường Ukraine. Vấn đề của Ukraine nó là một vấn đề của vũ trụ, chứ nó không phải chỉ là vấn đề của một quốc gia đi xâm lăng quốc gia khác. Chúng ta, tôi nghĩ rằng còn 6 tháng nữa để nhìn thấy cái câu chuyện của Ukraine sẽ được giải quyết rốt ráo, và đến khi đó là tất cả tất tần tật sẽ bóc trần hết, sẽ bóc trần đấy. Và cái thế lực để bóc trần cái câu chuyện đó, đó nó không phải là của một người, nó không phải là của chỉ loài người chúng ta, nó là sự cộng hưởng của thế giới ta bà mà trong Phật giáo từng nói đến. Nó có những thế giới khác sẽ cộng lực với chúng ta để giải quyết cái ác, để giải quyết những thế lực tham lam quá độ, tham lam gọi là tham lam vô vàn, tham lam đến bất thường. Con người ta tham thì cổ nhân chúng ta nói là giàu ba họ thì khó ba đời, giàu thì đến ba đời là thôi xong rồi, thì cần gì phải tham lam, cần gì phải ham hố mãi. Trong khi cái bọn Khazarian đó nó không phải là chỉ có 2.000 năm, 2.400 năm rồi, nó liên tiếp tiếp diễn cái hành vi tham lam của chúng nó. Và ngày hôm nay chúng nó đang nghĩ rằng chúng nó trọn vẹn, chúng nó đã nắm được, tức là cách đây 4 năm coi như nó nắm được hết thế giới loài người, mọi quốc gia đều bị lèo lái theo chúng nó hết. Cái thư Cộng hòa của Mỹ cũng là nó có cái chữ Cộng hòa Reno. Cho nên tôi đang hình dung 1 năm tới, 2 năm tới nó không còn là có một cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa dân chủ ở Mỹ nữa, nó không còn có cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa cộng hòa tại Mỹ nữa, nó phải ra một cái thứ chủ nghĩa khác, một cái thứ tinh thần tinh hoa khác. Bởi vì cái gọi là nhân lực của Đảng Cộng hòa Mỹ ngày hôm nay thì ít nhất là 40% đến 50% nó cũng nhão như cứt nát. Còn dân chủ 80% là cứt nát.
nó dẫn đầu cả thế giới đấy. Nhưng mà toàn là cứt nát dẫn đầu cả thế giới đấy. Và tôi ngày hôm nay đang nói chuyện với các anh chị em này, tôi nói nó có phải là nói cho sướng miệng không? Không đâu, nguy đấy, hiểm đấy, chết đấy. Nhưng tôi là người Việt Nam, từng ở tù và từng đã chết đi sống lại rồi, thì sợ đéo gì có phải chết. Thì cũng nói cho xong, nói bằng vốn liếng của 42 năm lao vào cuộc chiến đấu, cuộc chiến đấu cho giá trị tự do thật sự. Ngày hôm nay là ngày thứ 7, 12 tháng 10. Chúng ta còn một tháng nữa để chiêm nghiệm cơn bão của thế giới. Nó xoáy vào trọng tâm, cái gọi là cái tâm bão, trận tâm bão tháng 11 sắp tới, là trận tâm bão chính trị xoáy từ nước Mỹ xoáy ra. Và nó yêu cầu chúng ta sự thận trọng. Xin kính chào các anh chị em.